một anh tài muốn loại Thanh Duy. Tối 27 tháng 7, 33 anh tài đã cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục bùng nổ tại công 1 của anh trai vượt ngàn chông gai. Có thể thấy ở mỗi phần trình diễn đều có sự đầu tư hoành tráng cả phần nhìn lẫn phần nghe. Bên cạnh đó, những tiết mục thăng hoa, giàu cảm xúc khiến cộng đồng mạng phải nổi da gà và tấm tắc khen ngợi. Ở công diễn 1, sau mỗi tiết mục các khán giả trường quay sẽ bình chọn và có quyền hoán phiếu. Mỗi phiếu vote tương ứng với 10 điểm hỏa lực và một khán giả chỉ được bình chọn tối đa cho 3 đội. Kết thúc 8 tiết mục, khán giả sẽ có thêm 60 giây để chốt lại phiếu bình chọn. Chính luật chơi này mà kết quả bình chọn liên tục hoán đổi và tạo nên sự kịch tính đến phút chót. Nhà ngũ hành, thủ lĩnh Jun Phạm, Phạm Khánh Hưng, Trương Thế Vinh, BB Trần, Huy giờ với phần trình diễn mắt ấp vợ người ta và chuyện ba người đã đốt cháy sân khấu. Qua đó đạt 2.470 điểm ban đầu. Qua các lần bình chọn sau đó, điểm số của nhà ngũ hành dần vơi đi nhưng vẫn bám ngôi đầu. Cho đến khi 60 giây cuối, kết quả mới chốt lại, nhà xương rồng của Duy Khánh bất ngờ vươn lên top 1. Vị trí thứ 2 và 3 thuộc về nhà Xuân Hạ Thu Đông của Bằng Kiều và nhà ngũ hành của Jun Phạm. Khi công bố kết quả, chỉ có thủ lĩnh biết trước. Các thành viên còn lại ngồi trong phòng chờ và bàn kế sách nếu rơi vào nguy hiểm thì sẽ cử ai chuyển giao. Theo luật chơi, hai đội nguy hiểm buộc phải chọn một thành viên đi thuyết phục các đội an toàn nhận về. Đội nào muốn sát nhập phải bỏ ra 150 điểm, còn nếu thành viên chuyển giao không có đội nào đồng ý nhận thì sẽ quay về nhóm của mình và chọn lại một người ra về. Với luật chơi khắc nghiệt, các đội sau khi thi xong phải ngay lập tức tính toán phương án. Lúc Duy Khánh được gọi ra phòng riêng để nhận kết quả, các thành viên thuộc nhà xương rồng là Thanh Duy, Bùi Công Nam, Thiên Minh cũng có bàn bạc cho trường hợp xấu nhất. Thanh Duy tâm sự các thành viên đều không muốn rời nhóm, nhưng nếu phải cử người chuyển giao thì Thanh Duy đồng ý quyết định rời đi theo mong muốn của Thiên Minh. Thanh Duy chia sẻ, Duy với Thiên Minh khá là thân và tâm sự với nhau rất nhiều trong chương trình. Minh có nói với Duy là trong trường hợp xấu nhất phải chia tay một người, nếu em được quyền lựa chọn thì em nghĩ anh nên là người bị loại. Bởi vì nếu em bị loại sẽ không có ai cứu em đâu. Minh có suy nghĩ và tự ti riêng dù Minh rất giỏi, nhưng đặt lên bàn cân thì Minh đang đánh giá vấn đề rất lý trí. Duy cũng nghĩ mình nói đúng, nếu phải đưa ra quyết định đó thì Duy rất buồn, bởi mình không muốn chia tay nhà xương, rồng chút nào cả. Sự tính toán của Thiên Minh không phải không có lý. Bởi lẽ khi cử người chuyển giao nếu không đủ thuyết phục để được sát nhập vào đội mới thì nhóm phải chọn một người để loại. Việc cử Thanh Duy chuyển giao là quyết định lý trí khi nam ca sĩ luôn thể hiện được năng lực và sự biến hóa thú vị, là màu sắc rất thích hợp cho nhiều đội khác. Thế nên để Thanh Duy ra đi là phương án an toàn. Tuy nhiên, sự tính toán chia tay của nhà ngũ hành sau đó bị phá sản vì Duy Khánh mang đến kết quả còn bất ngờ hơn. Cụ thể nhà ngũ hành từ vị trí thứ 3 nhảy vọt lên đầu tiên, đồng nghĩa với một slot an toàn ở công diễn 1. Về kết quả chung cuộc, nhà đam mê gồm S trong Trọng Hiếu, Tuấn Hưng, Duy Nhất, Liên Bình Phát và nhà hát. Thủ lĩnh Thành Trung, Hà Lê, Hoàng Hiệp, Kiên Ứng, Quốc Thiên là hai đội rơi vào nguy hiểm. Theo luật chơi, Tuấn Hưng và Quốc Thiên rời nhóm để thuyết phục đội khác sát nhập. Cuối cùng, Tuấn Hưng ở nhà đam mê được sát nhập vào nhà sao sáng của Cường Seven, còn Quốc Thiên từ nhà hát chuyển sang nhà tái sinh của Đinh Tiến Đạt. Sau công diễn 1, đội hình 33 anh tài vẫn được giữ nguyên.